Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sẽ đón một đợt nắng nóng đỉnh điểm. Dự báo đợt nắng nóng này có thể phá vỡ kỷ lục nhiệt độ tại một số khu vực. Nhiệt độ được dự báo có thể lên mức từ 40 đến 42 độ C. Trước tình hình nắng nóng có thể xảy ra, người dân khi vui chơi trong các kỳ nghỉ lễ cũng nên chú ý việc chăm sóc sức khỏe bản thân và sử dụng các biện pháp bảo vệ. Dưới đây là một số biện pháp bạn có thể thực hiện để bảo đảm an toàn cho sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan. Uống nhiều nước, đảm bảo cơ thể bạn có đủ nước trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nước sẽ giúp cơ thể duy trì nhiệt độ và ngăn ngừa sự mất nước do mồ hôi. Tránh ra ngoài vào giờ nắng gắt. Hạn chế việc ra ngoài vào thời điểm nắng nóng gay gắt, đặc biệt là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mặc đồ thoáng khí và che chắn ánh nắng. Chọn những bộ đồ mát mẻ, thoải mái và màu sắc nhạt. Sử dụng nón rộng và kính râm để che chắn ánh nắng. Sử dụng kem chống nắng. Thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài, đặc biệt khi đi ra nắng nóng để bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV. Vui chơi nơi mát mẻ. Khi cảm thấy nóng bức, hãy tìm kiếm nơi mát mẻ như trong nhà có điều hòa hoặc dưới bóng cây ra mát. Ngoài ra, người dân cần chú ý theo dõi cơ thể và chú ý đến các triệu chứng của việc gặp phải nhiệt độ cao như chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn và mệt mỏi. Nếu có các dấu hiệu trên, cần liên lạc với các cơ sở y tế để có biện pháp thăm khám và xử lý kịp thời. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.